6,5 tỷ có thật sự mua được biệt thự ở Trung Quốc hay không? Xin chào mọi người, mình là Phương. Ở video trước mình có giới thiệu đến mọi người một căn biệt thự 5 tầng, bao gồm 3 tầng nổi và 2 tầng hầm. Thì có rất nhiều người đã nghi ngờ và cho rằng mình đã nói giá thiếu một số không. Mình kể cho bạn chuyên viên đưa mình đi xem nhà hôm trước, bạn ấy rất là bất ngờ về khả năng tài chính của người Việt và đang rất là hy vọng các bạn người Việt của mình đến đây để mua vài căn. Trước tiên mình sẽ trả lời câu hỏi mọi người quan tâm nhất, mình có tính sai 6,5 tỷ hay không? 1,9 triệu nhân dân tệ tương đương với 6,5 tỷ đồng. Đây là mức giá chưa thương lượng, nếu thương lượng thì có thể giảm thêm một chút nữa. Và khu biệt thự này đang dần hoàn thiện, công ty cam kết sẽ bàn giao nhà sau 2 tháng ký hợp đồng mua bán. Tại sao giá lại rẻ như vậy? Ai cũng biết Trung Quốc phong tỏa trong 3 năm vì dịch bệnh, kinh tế đình trệ, nhiều công ty bất động sản ngưng hoạt động, giá nhà thì tụt dốc. Nhà này 3 năm trước có giá hơn 3 triệu nhân dân tệ, khách hàng muốn đi xem phải chứng minh cho nhân viên môi giới biết là mình đủ khả năng tài chính mới được đi xem. Ở Trung Quốc khi mua nhà, bạn chỉ có quyền sử dụng 70 năm. Chủ đầu tư chỉ bàn giao nhà thô, trừ khi có những thỏa thuận đặc biệt với khách hàng thì sẽ bàn giao nhà đã hoàn thiện nội thất. Căn nhà mình nhắc đến với giá 6,5 tỷ đồng là nhà thô. Chunyi là một thành phố thuộc đô thị loại 3 nằm ở phía tây nam của Trung Quốc và là thành phố lớn thứ hai của tỉnh Quý Châu, xếp thứ 100 ở Trung Quốc. Thu nhập bình quân ở đây khoảng 15 đến 20 triệu một tháng, so với thành phố Hồ Chí Minh cũng không cao hơn quá nhiều. Vậy thì mọi người nghĩ với mức thu nhập là 20 triệu một tháng thì mua một căn nhà 6,5 tỷ có dễ không? Hiện tại hầu như các bạn trẻ ở đây đều đến các thành phố lớn lân cận để làm việc với mức lương cao hơn, nên theo mình có thể mức giá nhà Chunyi sẽ không tăng hơn nữa. Còn về giá nhà ở các thành phố thuộc đô thị loại 1 và loại 2 ở Trung Quốc thì như thế nào? Ở các thành phố thuộc đô thị loại 1, loại 2 có thể đắt hơn gấp 10 lần so với ở đây. Ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến là các thành phố có giá nhà đắt nhất, khoảng 200 triệu đến 300 triệu một mét vuông. Những nơi thuộc đô thị loại 1 mới như Hàng Châu, Thành Đô, Nam Kinh thì có giá dao động khoảng 100 đến 150 triệu đến một mét vuông. Thành phố cấp 2 như Thanh Đảo, Vũ Hán, Châu Hải, Phật Sơn thì khoảng 50 triệu đến 100 triệu mỗi mét vuông. Căn nhà 6,5 tỷ này mình nghĩ giá rất là hời, nhưng mà mình chưa có đủ tài chính để mua. Nếu bạn có đủ tài chính thì bạn sẽ mua nó không? Xin chào mọi người, ở video này mình sẽ nói về vấn đề pháp lý của căn biệt thự 5 tầng có giá 6,5 tỷ và giải đáp thắc mắc người Việt có thể mua được bất động sản ở Trung Quốc hay không. Nhưng đầu tiên mình muốn nhấn mạnh là mình chỉ chia sẻ những gì liên quan đến cuộc sống của mình ở Trung Quốc và hiện tại mình không có bán bất động sản ở Trung Quốc. Về vấn đề pháp lý, hiện tại những căn nhà này đang vào giai đoạn cuối cùng của việc xây thô, chủ đầu tư cam kết sau 2 tháng nữa có thể bàn giao nhà. Bất kể là ở nông thôn hay thành thị, đất đai đều thuộc sở hữu của nhà nước. Nếu là nhà tự xây ở nông thôn thì chỉ được ở, không được mua bán, nhưng được sử dụng vĩnh viễn. Nếu mọi người có quan tâm về nhà ở nông thôn ở Chunyi như thế nào thì hãy để lại bình luận cho mình biết, mình sẽ làm chủ đề này ở video sau. Còn với bất động sản ở đô thị được phép mua bán sẽ có quyền sử dụng 70 năm. Sau 70 năm nếu không bị giải tỏa có thể nộp thêm tiền để gia hạn, còn nếu thuộc diện giải tỏa thì sẽ được đền bù và tái định cư. Tuy nhiên về giá tiền gia hạn và chính sách tái định cư thế nào thì mình có hỏi nhiều người nhưng không ai biết. Vì từ khi ban hành luật đất đai có điều khoản về thời hạn sử dụng bất động sản đến nay chỉ mới được 30 năm. Người nước ngoài có thể mua được bất động sản ở Trung Quốc hay không? Câu này mình cũng có hỏi chuyên viên tư vấn thì bạn ấy cũng không rõ vì không có nhiều người nước ngoài mua bất động sản ở Chunyi. Theo mình tìm hiểu, nếu người nước ngoài muốn mua bất động sản ở Trung Quốc thì bắt buộc phải sống ở Trung Quốc ít nhất 1 năm. Nếu bạn đang làm việc ở Trung Quốc, bạn chỉ cần trả trước 20%, số tiền còn lại có thể vay ngân hàng. Như vậy mọi người đã biết được giá biệt thự và giá chung cư ở Chunyi thì mọi người có đoán được giá thuê ở đây bao nhiêu một tháng không?